Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ giao nhận quân của các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có văn bản biểu dương cán bộ nhân dân và lực lượng vũ trang các huyện thị xã thành phố giao quân năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quyết định số 2739 ngày 4 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020. Các huyện thị xã, thành phố đã triển khai, thực hiện đầy đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, kế hoạch hướng dẫn của các ban ngành đoàn thể tỉnh ngày 11 tháng 2 năm 2020, lễ giao nhận quân được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường, bảo vệ tổ quốc. Đến 8 giờ 45 phút, toàn tỉnh đã giao đủ 1.800 công dân cho các đơn vị hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng cao, an toàn tuyệt đối, đúng luật định. Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương cán bộ nhân dân và lực lượng vũ trang các huyện thị xã thành phố Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020, các nội dung trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt chất lượng tốt hơn. Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng đã ký.